thông báo khẩn truy vết. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Để kịp thời truy vết ra soát các trường hợp tiếp xúc với người đã xác định nhiễm COVID-19, Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh thông báo lịch trình các bệnh nhân đến những địa điểm và khung giờ như sau. Từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2021, tại quán ăn Đồng Quê thuộc ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021 tại phòng khám tư nhân Được Hoa thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021 tại quán cơm của ông Đỗ Văn Thanh thuộc ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, đối diện cửa hàng điện thoại Ba Miền. Từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021 tại quán cà phê Chợ Nhớ thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại quán cơm Hủ Tiếu đối diện vật liệu xây dựng Văn Minh thuộc ấp Vịnh, xã An Cơ. Từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại quán ăn Gió Chiều thuộc ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh. Từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút các ngày 5, 6, 7 và 8 tháng 10 năm 2021 tại chợ Phước Vinh. Từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021 tại quán Bún Riêu của bà Chính Hơn, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh. Từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021 tại quán cơm của bà Dung thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, cạnh cây xăng Khánh Nhi. Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh đề nghị những trường hợp từng đến những địa điểm và khung giờ nêu trên đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.